Đây, cái tóc này với cái nhân vật rất rất là mới xuất hiện trên kênh chúng ta. Thay mặt chỗ em này xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người có những giây phút thời gian thật là tuyệt vời. Đấy, còn về phần khung thì cái này không có quay ha, cái này nó quá quen thuộc rồi, chỉ quay cái như cái lúc đầu mình nói là chỉ phê nhưng mà hoàn toàn không có sử dụng cử ha. Phần khung này các bạn có thể lấy cử ủi lên cũng được, giả là ủi lượt lên như thế này cũng được, cái nào cũng được hết. Tại vì cái phần này chỉ là nó vô cái nếp thôi, chứ một chút thì cũng chỉnh chu lại hết rồi. Cạo khô, cạo gì thoải mái hết rồi. Bước này các bạn có thể đóng như thế này hoặc giả là mở, ít mở nhiều hoặc giả là mở hết cũng được ha. Rồi đưa lên một phát ăn luôn nè. Nói gì gà là gần chết luôn chứ làm gì đừng phát. Và đặc biệt cái về cái tóc mà phay mà không có sử dụng cử này, đây đây mình xin nói rõ là cái này chỉ là làm để mà đại khái nó vui chơi thôi. Tại vì các bạn biết cái phom đầu, không phải phom đầu nào cũng chuẩn hết, cái này nó cũng tương đối thôi. Thực chất cái này nó lâu. Còn nếu mà gặp những cái phom đầu mà nghe sọ khỉ hay mấp méo vậy đó là phay mà phay lượt không thì rất là bê, thực chất rất là bê luôn. Phom đầu nó cũng tương đối dễ chứ nó không có đạt về cái chuẩn mà chuẩn hoàn toàn thì không, không phải cái đầu này. Cái bước này các bạn ăn thua là do mình cái tay khi mà mình ủi lên nó có cái nhịp nó có đều hay không thôi, và nó có đi cái chuẩn, cái độ chuẩn nó như thế nào ha. Là bạn thấy chỉ sơ qua một đôi phút thôi thì thấy nó cũng là có, nó có hiệu ứng rồi, không nhiều nhưng mà cũng đủ để được, nói chung là đủ để được rồi. Còn đẹp hay không thì cái đó mình không dám nói, nói chung là coi được chứ không đến nỗi nào mà gọi là quá tệ. Với cái chất tóc này nó cũng khá là mượt này. Để gì để giả sử như có trường hợp trục trặc hay là bất đắc dĩ gì đó, giả sử như trong lúc mà mình đang làm lu bu cái gì đó, mấy đứa nhỏ hay gì đó nó phá phách thì nó lôi đi hay là nó rớt chỗ nào đó không có thì mình cũng không biết cách mình làm chứ không có gì. Cái clip này hình như phải không cỡ năm làm cũng có làm rất là lâu rồi, hình như làm hồi năm trước lúc mà còn ở trại ở ở ngoài chứ không phải cái chỗ hiện tại như thế này. Thì hôm nay có dịp mình sẽ làm lại với một cái nhân vật hoàn toàn mới. Cái này các bạn đòi hỏi mình có nghĩa là ít nhất mình phải có một cái lược rất là mỏng, lược nhôm hay lược nhựa rồi đó cũng tùy. Ơn này làm hết hồn mày, mày bà làm gì tốc độ dữ vậy, nhanh lên, thời buổi này rồi mà mình cứ ngồi đó mà nhai nhai hoài. Nếu mà ngoài đời các bạn thấy đâu ngoài đời mà ai làm được gì thì giàu rồi, giàu chắc luôn á, ngày cắt cỡ 200 cái tóc á mà không có đâu. Đấy, vô. Nhanh nhanh chỉ gì, mấy chỗ đen đen đó da đậu mốp vô thôi, ai không biết chỉ làm như người ta không biết gì, chỉ mày cứ gì hoài mày. Cái này cắt với mấy cái dòng hai phay giặt quá là giá là skin phay thì nó sẽ êm hơn, còn mid thì cũng được nhưng mà đặc biệt cái dòng low thì rất là khó cắt. Cái dòng low phay các bạn biết thậm chí cắt cử mà rất là nhiều người trong đó cũng từng mình cũng từng bị cắt họ chạy ra mid hết. Nhưng mà ông vậy làm riết rồi từ từ nó quen, rồi mình rút kinh nghiệm thôi, nghề dạy nghề đi như vậy ha. Còn có một số anh em hỏi địa chỉ đâu các bạn, mình cũng nói những cái clip gần đây mình cũng có nói rồi nhưng mà sẵn hay không có chuyện nói thì nói thôi. Các bạn vào cái phần mô tả rồi mình có để cái đường link Google Maps trong đó, là các bạn lên Google các bạn tra ha, sẽ đúng địa chỉ đúng tên đúng chốn luôn. Còn nhầm khi bị cái chị Google chị troll nó thì đang ở Phú Tần mà chỉ Châu Đốc chết luôn á. Tại vì cũng có hai người lúc mà còn Châu Đốc, mà biết anh về nào theo dõi kênh của mình lúc còn trên Châu Đốc hồi hồi 22 tháng trước đó, thì cũng có hai người khách của mỗi xa thì cũng tìm địa chỉ đó Google chỉ cái chất quốc à, giờ về nhà rồi bữa đại cụ thể đó các bạn ấy thì các bạn, còn nếu không thì các bạn có thể gọi trực tiếp cho mình thì số điện thoại mình cũng để trong phần mô tả luôn ha. Mà còn gì các bạn cứ liên hệ trực tiếp đi, nó không có nhiều tiền hết.
Tại vì điện thoại lúc nào cũng để trong mình, còn nhắn tin nữa thì có thể là nó sẽ lâu trả lời hơn. Cái thứ nhất là do công việc, cái thứ hai bạn biết rất là nhiều tin nhắn. Thì liên lạc thì nó sẽ dễ hơn. Còn tin nhắn như mới nói rồi bạn biết, Zalo, Facebook, trả lời comment anh chị em ta quan tâm bên YouTube này. Và một hai cái trang fanpage nữa nên tin nhắn có thể trả lời nhưng mà nó lâu, nên mọi người thông cảm với vấn đề đó ha. Còn cái ngấn các bạn thấy đó, không phải mà cái ngấn cái góc độ nào cũng phá được ha. Đây cái dách bên bên cái phần bát cũng là phần mai đó thì phá được rồi, còn phần này chưa nè. Đâu mới nó sát rồi. Ở tốc độ gì đó, ào ạt lên. Gì đâu mà chậm quơ chậm quắc. Thì ngắn bây giờ dễ rồi các bạn, mài lưỡi. Đặc biệt mình nói như thế này, có nhiều anh chị em vẫn đó bây giờ vẫn nhắn tin đó, cũng hỏi đó. Vậy là gọi rồi, tại sao mà phá ngắn làm theo các bước làm Mira nhưng mà phá ngắn không được. Cái tình trạng này mình hiểu rất là rõ, tại vì mình chính là cái người đầu tiên mà mình nói riêng bản thân mình ha. Khi mà coi là đầu tiên mà nghiên cứu mấy clip nước ngoài đó, rất là mê luôn. Vô tình coi các fake này rồi thức sáng đêm. Thức tới 5 6 giờ sáng luôn. Đây rồi qua ngày sau là kêu em đã làm liền. Làm các bạn biết. Có nghĩa là mình bật điện thoại lên, mình xem cái clip đó, xem từ đầu đó được luôn. Nhưng mà trước khi xem mà không phải mà lần đầu tiên mình xem, có nghĩa là cắt xem sáng đêm là nhớ xem đi nhưng mà các bước nhớ hết. Nhưng mà không hiểu sao làm xong nó ngắn đầu tiên phát không được. Cuối cùng mình mới quy ra một cái vấn đề là cái lưỡi tông đời nó rất là dày. Cái thời gian sau này anh chị em bán tông đời đó, người ta cũng hình như người ta cũng rút kinh nghiệm hay gì đó. Khi người ta bán người ta có mài chuốt sẵn cho nó mỏng lại rồi. Nhưng mà mỏng với góc độ theo người ta bán thôi ha. Còn nếu mà theo ý của riêng mình thì nó sẽ thật là mỏng. Để các bạn phá ngắn cạo khô này rất là hay. Còn nếu mà thiệt anh chị em nào mà nếu mà không tin á, từ đây cứ đến địa chỉ mình cà phê đồ chơi rồi mình sẽ bấm cái khung như thế này rồi mình sẽ cạo khô. Anh em nào mà nếu mà lấy cái công tông đơn nguyên thủy mà phá được cái gì mình cũng chịu hết, là mình nói lúc trước ha. Còn bây giờ cũng còn rất là nhiều chứ không phải mà cái tông nào nó cũng phá được, nhưng mà đa phần sẽ phá không được đối với tông nguyên thủy. Nó giúp bên đây nó phá dễ hơn cái phía sau gáy nè. Để bạn mới thấy đưa lên thấy là nó nói chung là nó gần được luôn rồi. Ê thằng áo đen kìa, mày 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 chỗ người ta đang cắt mày làm mày đứng mày nhìn mày cắt cái con canh con gì mày. Nhìn cũng bén lắm chưa, không bén theo mình nữa ha, theo mình thôi. Tại vì tác phẩm mình làm nó hết sức mình rồi, mình làm dưới hết khả năng rồi thì tới đâu hay tới đó thôi. Đấy coi coi cũng được, cũng 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 tạm tạm được. Cái ngắn còn chỉnh ảnh ha, đó chúc mày chết với tao, mày không nấu đâu. Rồi còn cái phần này mình sẽ đi lượt nè. Còn nếu á, nếu bạn chị em nào mà cao tay nữa, các bạn đi thẳng một phát lên luôn. Nhưng mà chắc chắn vẫn sẽ gây lực là như thế này, chắc chắn sẽ gây lực như thế này. Còn nếu mà không thì vẫn được. Nhưng mà mình nghĩ nó sẽ rất là lâu, cực kỳ lâu. Mẹ bà đang ghi hôm nay mà nó cao kê sùm mới có dính bản quyền không nữa đi. Miễn khi nào mà có, mà khi mình up lên rồi các bạn xem rồi 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 các bạn sẽ như thế nào đó mình sẽ xóa ha. Nó dính kỳ lắm. Hết giờ ca chỗ ta đang ghi âm nha, ca sùm đất nhá. Cái mí mà đang phá lượt này đó, nó là cái mí đó là cái bước của gắn cái cử 1 năm, gọi là 1.5 cử nữa đó. Bây giờ các bạn đòi hỏi cái lượt mình nó phải mỏng. Còn nếu mà gặp những cái lượt dày thì phá này phá không được. Càng mỏng càng tốt, nhôm mũ gì cũng được ha, không quan trọng vấn đề đó. Nhìn gì ta nói cái cha ta đi. Ừ mày vô chỉ gì, nó bị thẹo nhỏ thôi gì đâu chỉ. Con người không có thẹo chứ, không thẹo trên đầu, thẹo tay chân mình mấy thôi. Ừ phá vô cái cây xanh nhơ này, là cái cây này cái lưỡi mình mài sẵn nha các bạn.
Anh kia phá tao đâu còn mà thấy bức tối đó luôn, mày rất là mỏng. Dưới góc độ nó không có đau. Thì mày ra cái công thức mình đã từng up cái video clip đó. Nhưng lúc đó chưa có cái đá mài. Còn bây giờ có rồi, mày rất là tiện luôn. Chút xíu thôi các bạn sẽ có một cái lưỡi mỏng như ý muốn, thậm chí là sẽ mua lưỡi mới tại vì hư. Hiểu không cái gì? Thì lúc trước mọi người xem mấy kênh cái clip mà mày đó. Cũng có nhiều người điện bán vốn anh ơi em mày hư 5 lưỡi 7 lưỡi luôn, thậm chí có người hơn 10 lưỡi luôn. Mình không hiểu mày làm sao luôn. Mình đã nói rồi, lúc mày này dán đi. Đừng nghĩ tới gái gú gì, mẹ bà chắc lúc đó mày cũng ở em này chân dài tới nách, em kia lông nách dài tới chân gì nhóc nhóc hết ha. Mới hư thôi chứ sao hư được, đừng nào hư. Tất cả dàn lưỡi tông của mình nếu mà cây nào mà nguyên thủy mình để. Còn nếu không là mình mai, nhưng mà đa phần là mày. Mẹ bà nói chuyện như mắt bố không ngưng rồi. Cái phay này các bạn biết nếu mà đúng á ha là ai ai nước da ngâm nó thẳng là nước da đen á là phay rất là đẹp. Cái hiệu ứng màu xám nó đẹp hơn cái hiệu ứng màu đen. Tại vì hiệu ứng của nó đúng của nó là một cái màu xám, nó chuyển màu chuyển cái màu xám. Xám nó tựa tựa như cái cây lược mà các bạn thấy đang cắt đó, nó tựa tựa vậy thôi. Còn này cái thằng này là nó dạng như thuộc về dạng sáng đồng rồi. Còn kia là xám đồng chứ. Còn kia không biết xám gì nữa. Nhưng mà nếu đúng thì nó sẽ có màu xám, nó đẹp hơn cái độ chuyển của cái màu đen. Cho dù tại vì cái người da trắng á thì để cái đầu ra ta nó càng trắng hơn. Còn người da đen á thì khi mà phay cao lên như thế này thì cái khi mà các bạn bấm khung cạo khô xong các bạn thấy là cái da đầu người ta rất là trắng, phân biệt hai lớp trắng đen rõ rệt. Còn thêm cái nếu mà tóc mà dày nữa ha, hiệu ứng rất là đẹp. Tại vì mình từng thử rồi. Nó còn lại một xíu nè. Đánh liền. Còn nếu mà là mấy cây nguyên thủy cái bước này các bạn phá không được đâu. Tại vì nó rất là sát là nó liền mấy phần cậu khô. Ca mẹ bà không biết ca mắc bố gì, ca mình nói đây mắc bố rồi nó ca phải. Ca hay đâu không nói, ca hay lòng lòng nghe được, ca nó giống như mấy ngỗng vậy. Con ca nó dịch thiệt. Đúng là hát heo bằng hay hát. Nói nhỏ ở đây nghe thôi chứ mẹ bà nó nghe gọi gượng đánh chạy dắt dò lên cổ. Đây, khi mà mình thấy vậy chứ thực chất nó không phải vậy. Sao nó vậy thôi. Chỉ gì? Tốc độ nó mày. Thằng này mày làm thất hồn mày mày. Kéo luôn. Gà vô. Mày vô vô. Vô. Cái tóc Việt Nam mình bây giờ rất rất phát triển luôn. Thật cho nó phát triển kinh khủng luôn á. Nó phát triển như y như là nấm mọc sau mưa. Thì để mà đòi hỏi theo cái thị hiếu thị trường thì nó sẽ có một cái gì đó gọi là nhưng không phải cắt sao cắt. Cũng trên Facebook mình cũng có xem cái comment của mình thì cũng nghĩ cũng buồn cười. Mà không, buồn cười cũng mà nói đúng nè, nói đúng thiệt nhưng mà buồn cười. Có nghĩa là bây giờ cắt tóc đẹp để làm được gì? Cắt tóc đẹp không làm được gì nhưng cái đẹp, cái quan trọng hay là cái bản lĩnh, bản lề gì đó là phải có nhiều tiền, mở nhiều chi nhánh, dàn học viên. Nên người đó cũng nói thêm. Đấy, chắc người đó ở quê ở Sài Gòn hay gì, không biết mình độ là như vậy. Ở Sài Gòn đó rất là nhiều một shop nhiều chi nhánh mà nó cắt như cái quy quy gì đó, hai chữ quy quy ha. Tại ra cái đó là mình nói chơi nằm ngoài luồng xíu thôi. Nhưng mà học viên vẫn đầy. Đó là làm sao để mà ngày nào cũng nhiều khách, cắt nhiều tiền. Như vậy là hay rồi. Ai cũng muốn vậy hết nhưng mà nếu mà mình suy nghĩ như vậy thì chỉ đúng một chiều thôi. Thế vậy giả sử mà chiều mình có ra thị trường mình chơi với người ta thì mình không biết gì hết, mình rớt cái bực liền. Cái đó là gọi là
Khổ trước sướng sau thế mới giàu, giàu trước khổ sau thế càng đau. Thì thôi khổ trước đi, thì sau này hết khổ thì khi đó chúng ta đã xuống lỗ mẹ nó rồi. Giàu có đâu đấy, nó phải chính xác như vậy. Giàu dĩ giàu, cơm ngày bốn có ăn. Thằng này làm chậm chạp, mày mà làm tốc độ luôn cái ào ào y lên cái gì đâu mẹ bà nói điên mày nãy giờ nha. Ừ, tao nói cao mà tao nó dịch tao lắm rồi đó. Rồi nó giống như ngỗng, đúng là giống như ngỗng thiệt. Mình lên đó. Cục ứng sao các bạn thấy ở trên cái đỉnh đầu phía sau thẳng lên đó. Đó thì các bạn lấy thòng và bằng gạt lại ha. Ép, thường thường mình gọi là ép á, các bạn ép thẳng xuống. Góc độ bo tròn hay là vuông góc đó tùy. Nhưng mà cái này thì sẽ bo hơi. Đây mới nói thì mình sẽ dẫn chứng liền đây. Sẽ bo cho nó hơi mo vô. Thì nếu mà mình để như nguyên thủy như mới thị thì nó ở nói chung mỗi người mỗi ý thôi. Thường thường các bạn thấy ở ngay cái phần lỗ tai ngay lên nó sẽ trắng hơn ở cạnh hai bên, là có nghĩa là trắng hơn ở phía trước và phía sau cặp vách nó. Tại vì chỗ đó con người chúng ta chỗ lúc nào á, chỗ đó cái sọ đầu không tin. Các bạn nghe tới đây các bạn gỡ sọ đầu mình ngay chẳng lỗ tai ngay lên đi. Đỉnh lỗ tai ngay lên nó cũng nhô ra. Thành ra mình nhìn nó trắng hơn ta. Chứ thực chất mình nhìn theo cái góc phẳng, nhìn trực tiếp với nó, nhìn đối mặt với nó. Có nghĩa là nhìn trước mặt nhìn tới hoặc là nhìn sau lưng nhìn tới thì nó đều. Còn nếu mình nhìn ngang như thế này các bạn thấy rõ ràng là nó trắng hơn ta. Đấy không phải là không đều, là do da đầu, ý do cái sọ đầu kết cấu từ cổ chứ kim là như thế này rồi. Đấy thấy coi cũng được chứ đâu phải tệ, không đến mức nỗi nào không đến nỗi nào tệ ở luôn. Thêm một lần nữa các bạn có thể quan sát lại với góc độ cũng khá là rõ thôi, tại vì chỉ quay bằng điện thoại thôi nên tất nhiên là cái hình ảnh nó sẽ không bằng máy quay chuyên dụng của nhiều anh em ta rồi. Nhưng mà như vậy cũng tốt lắm rồi. Rồi tới cái phần cắt cái tóp ở trên này. Cái phần máy nếu mà mỏng vừa góc độ thì không cần á, còn với cái tóp này các bạn thấy cái máy nó dày và nó đang bị dài. Cái tóp này được rồi, em này lúc trên giao đốc em này cắt mình không mà, nhưng mà nhìn mình về đây rồi em nó đi sọt ở chỗ khác, chỗ em nó nói là cũng không có dự ý gì mấy nên dẫn bài xuống này. Tết nhớ xuống nhậu mày, mày vừa hẩm mưa tao Tết nhậu mày mà Tết không có thì thấy cảnh tao liền. Rồi tao nói nhiều thôi, mày không nói nhiều ha, đừng để tao điên nha. Thì mày sẽ không chạy under nữa, sẽ vuốt lên nó rất là nhẹ nhàng và nó rất là gọn gàng. Nói chung là nó không có sình sàng. Thì tóm gọn lại đó là nó sẽ ngỡ ngàng. Hết hồn chưa? Tốc độ lên mày. Thằng này lì mấy, nhanh lên. Ừ. Gắn thiết lắm. Thiết lắm. Gù người mày. Mày. Ừ, lên. Rồi đi. Tốc độ 37-21 lên. Tỉa bằng mọi giá, tỉa nhưng chưa từng được tỉa. Đây là cái lý do tại sao mà cái tóc sọp này các bạn thấy nè. Thường thường dân người ta không biết á, khách hàng không biết thì kêu tỉa mỏng này, tỉa sát vô da đầu, tỉa mỏng vô. Là nhiều anh em làm nghề ta cũng không, người ta cũng nghe theo. Ở đâu cắm là cũng cổ tỉa, mình gặp rất là nhiều, mới gặp mấy bữa trước khách mới của mình đây. Trên giao đốc các bạn gặp cũng một trường hợp rồi đó, mình làm nó tỉa tóc sọp á, là tỉa như thế này, tỉa dữ dằn vô rồi xong rồi không có cắt cái phần ngọn lại mà sẽ để y. Đấy rồi vô tình cái sợi đó thì các bạn biết rồi, cái sợi đứt thì nó ngắn ngủn, còn cái sợi dài nó còn y thinh. Rồi đâm ra nó sẽ bị nhìn cái tóc nó sơ xác, sơ chìa hết. Thực chất nó không còn nhiều tóc cho mà nhìn nó bồng bềnh, nó kỳ cục. Đó là cái đường lai mà vừa rồi chẳng như mình mới nói. Đó thành ra mình vẫn tỉa mỏng bình thường, nhưng mà mình phải cắt ngọn rồi. Ở cắt ngang hay cái chích dắt đó tùy. Thì cái tóc mình nó nhìn nó mới có hy vọng, nó mượt, nó mực mà được. Còn nếu mà mình tỉa xong mà
Các bạn có thể tỉa xong các bạn cắt kéo bén, hoặc giả là cắt kéo bén cho bằng xong rồi tỉa là vẫn được, nhưng mà có nghĩa là nhất định phải có kéo bén vô đó. Còn nếu mình chỉ tỉa không như thế này thì mình không biết làm sao luôn, tại vì mình cũng không có làm được hợp như vậy. Có tỉa không có tỉa cũng cắt bớt lại cho người ta thì nhìn nó đẹp hơn. Đó đó là cái sau bữa nay nó ca từ ca nhạc tới ca cổ rồi, mẹ bà mấy này nó dịch với nó thiệt tơi. Ca không biết chán nhưng mà đám thiệt chứ đâu, đám nào mà ca trời thiếp nhà. Đây cái phần khung, cái phần dưới nó xong rồi. Có phần trên tết này cũng làm rất là nhiều rồi nên mình cũng không quay. Nó quá cũ kỹ đi. Đấy thì có nghĩa là cái clip này các bạn biết là chủ yếu là mình chỉ để cái phần mà phay đó thì cũng có xả tua bớt, tại vì nó cũng như vậy thôi. Các bạn xem thì nó cũng như vậy, nó sẽ mất thời gian mình. Vậy mới cách lợi các bạn, đặc biệt các bạn nếu mà không thì các bạn có thể thử ha, bấm khung cạo khô hay là cạo dao lam hay là ủi sát chân gì nó không cần biết, nhưng mà các bạn có thể thử một lần. Mình thì nói chung mình cái gì mình cũng thử, chứ thử đi rồi sẽ biết, còn nếu mà không thử thì khó 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 mà biết được. Cứ thử rồi hư thôi, hư lắp cửa vô ủi đâu có gì đâu, cứ tự tin mà làm. Còn nếu mà làm không tự tin thì cái tâm lý chúng ta rất là nặng, tại vì cái kẻ thù lớn nhất của mỗi con chúng ta không ai ngoài chúng ta, không ai ngoài chính bản thân mình, nó rất là khó vượt qua ha. Ngắn gọn nhẹ nhàng tình cảm, đây ở đây thì đơn giản vậy thôi là thấy xong rồi. Thì chỉ còn cạo gọt hay là vuốt cái đó, mấy con mà nó cũng không quay nữa. Thì các bạn vuốt thì tùy tùy theo cái cách, các bạn sẽ định hình ra vuốt cái kiểu gì cho khách hàng. Đây một cái clip 22 phút 33 giây, khá khá là chi tiết. Thì hy vọng nó có cái gì đó trong nguyên nữ clip này cũng giúp mọi người một phần nào vậy đó gọi là ha. Còn nếu không thì mình chỉ xem cho vui thôi chứ không có gì, thực chất chỉ là xem để xem cho vui thôi. Các bạn thấy ha, và trước khi vào xem cái sản phẩm cuối cùng là chất liệu tóc khô hoàn toàn và cái tóc ướt, tóc mà vuốt lên như thế nào đó, thì mình muốn nhắc lại một lần nữa là các bạn cứ thử bằng mọi giá có thể. Vượt qua được chính chúng ta là chúng ta vượt được qua cánh cửa này, còn mở một cái thôi. Đóng lại mày, nó dính dép. Thì để các bạn cứ làm đây rồi sẽ thấy là cái kết quả như thế nào, cho dù xấu đẹp thì chúng ta sẽ rút kinh nghiệm được ha. Còn nếu mà chúng ta không dám làm thì mãi mãi chúng ta sẽ biết chắc chắn là không được. Còn nếu chúng ta làm nó sẽ được, không được thì nó thôi lắm như cái tóc mọc ra sợ gì đó. Và lời cuối là cùng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã xem hết video clip này. Các bạn thấy clip hay kênh có nghĩa các bạn để lại một like, một sub cũng như là một share giúp mình, để hoặc giả những comment bên dưới để mình biết mình các bạn đã xem video clip của mình. Rồi một lần nữa chúc mọi người dạng suy nghĩ à gì rồi. Đây là cái tóc hoàn toàn với chất liệu tự nhiên, được chiết xuất từ những lá trà xanh, hoàn toàn tinh tế, không một chút gì gọi lạ ha. Mà thấy nó khô hoàn toàn, không có dặm đường mắm muối hết trên này hết. Thì khi mà khô, khách hàng người ta giờ người ta không có dọn dẹp vuốt keo vuốt quát gì đó thì nó vẫn nhẹ nhàng tình cảm như thế này. Nhưng khi vuốt lên thì nó sẽ hoàn toàn nó khác, vẫn với nhiên liệu với nhiên liệu tự nhiên như thế này thôi. Với bàn tay mỗi chúng ta thì cái sản phẩm nó sẽ trở nên khác lên hoàn toàn. Trên đời này các bạn biết rồi, cái gì nó cũng phải có cái giá nữa ha. Đó giờ đây hết hồn mấy, đây là tác phẩm cuối cùng các bạn được thấy trong video clip hôm nay. Quay chậm chậm thôi, xây chậm chậm thôi em, ngưng lại anh coi nhẹ cái coi. Đấy các bạn thấy cũng khá là mình khá là bóng ha. Còn đẹp hay không đó thì trên đời này không ai mà tự xưng vỗ ngực mình nó đẹp hết. Nhưng mà mình thấy cái này nó là được, được thôi. Được là được rồi, trên đời này hỏi làm ăn được mấy, được, tệ quá mấy ơi, không được, cái đó là không được ha. Cười nhẹ cái coi chơi em ngoan, anh thích cái tông này nữa. Anh rất thích cái tông này, em làm cho anh vui vậy đó nghe. Đây anh có ní ná hay là
anh gặp nhỏ nào đó anh làm ma với em biết đâu. Tao mới tính làm mày còn tôi chậm nên tao mới tính là làm mày mối cho mày mà hết rồi. Hết con mẹ nó hơi rồi. Trời ơi, nó đau lòng cán bộ ơi. Nụ cười duyên dáng nhưng mà tao không thích rồi đó. Mày làm tao không thích rồi. Trời ơi, tao sợ mày luôn có thể như vậy. Mặt tao ngu người đấy. Đi, mày đi. Đi tắm cục. Đi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn thật nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống.